luật sư Nguyễn Văn Đài bị ngăn không cho gặp trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, hôm ngày 13 tháng 4 năm 2013, tức là chỉ một ngày sau khi diễn ra đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 17 tại Hà Nội, Việt Nam đã ngăn không cho luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, gặp phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền là ông Daniel Beer. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, hôm nay luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết là đầu tuần này, Sứ quán Hoa Kỳ có gửi cho mời luật sư Đài đến khách sạn Metropole Hà Nội 3 giờ chiều ngày 13 tháng 4 để gặp ông Daniel Beer, phụ tá của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, sau khi ông tham gia đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt. Nhưng chiều hôm qua thì cơ quan an ninh thông báo là luật sư Đài không được đi dự buổi đối thoại này. Trước đó, bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng bị ngăn chặn tại nhà, nhưng khi được một chiếc xe khác của Sứ quán Hoa Kỳ đến đón thì họ cho bác sĩ Sơn đi. Nhưng riêng cá nhân của luật sư Đài thì bị ngăn chặn. Hai ngày trước đây thì chị Hiền, vợ của luật sư Lê Quốc Quân cũng bị ngăn chặn tại nơi làm việc. Nhưng khi xe Sứ quán của Hoa Kỳ cũng đã đón được chị đến gặp phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ.